Hello, vâng, trân trọng chào các bác nhé. Lại là em Huấn Phạm đây. Rất vui trân trọng cảm ơn các bác đã quan tâm đến shop, theo dõi ủng hộ nhận mua mặt hàng bên em. Đó, em sẽ đi vào chi tiết luôn. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đó. Hello, chào các bác nhé. Đây, đấy. Người em là 70 cân không nhá. Đây, một con ghế như này thôi này, rất chất lượng cho các bác luôn. Đây, các bác xem. Đấy. Người em 70 cân nhá. Con này thì dùng cực kỳ là ngon, chắc chắn luôn. Dùng gì phải là anh đấy. Tựa tiếc con này nhá. Đó đây, một con ghế cực kỳ chất lượng này. Đấy, các bác quan sát này. Con này thì ưu điểm của nó có thể gấp gọn được nhá. Đây, các bác chỉ cần sập vào này là nó thành một cái hình như này. Đấy. Thì cái đường kính của nó chỉ khoảng 10 phân thôi. Còn cái chiều dài của nó thì nó vào khoảng là 60-70 cm, hơn 60 cm. Đấy, chất liệu ghế bằng thép nhá. Giá ra bở rào cực kỳ là dễ dàng luôn. Đấy, ngồi lên cực kỳ là ngon và chắc chắn nhá. Bên shop về cho bác thì nó sẽ có hai tông màu. Có màu đen và màu hoa lá này nhá. Đấy, có lên trên là màu đen và màu lá nhá. Đấy, một cái màu xanh lá rất là đẹp nhá. Xanh có điểm hoa lá rất là đẹp này. Hàng của Nhật cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Đấy, lên mã giúp em là ghế câu nhá. Hàng hôm nay về thì giá rất là tốt cho các bác luôn. Đấy, giá bên shop về chỉ có cho các bác là 150.000 thôi. Đấy. Lên mã giúp em là ghế câu Nhật nhá. Ghế câu Nhật. Giá của nó sẽ là 150k. Các bác lên cho em là ghế câu Nhật nhá. Đấy, ghế câu Nhật này. Ghế câu Nhật giá của nó sẽ là 150k nhá. 150k cho một con ghế câu Nhật như này. Hàng này thì nó sẽ có cho các bác là hai màu. Màu xanh lá này và màu xanh lá và màu đen. Đấy. Lên cho em là ghế câu Nhật giá sẽ là 250.000. Có cho các bác là màu xanh lá và màu đen như này. Đây, để em sẽ đo cái kích thước cho các bác xem luôn. Đấy. Chiều dài, chiều rộng, chiều cao. Đây. Đây các bác nhá. Đây. Chiều rộng của ghế là 37 nhá. Chiều rộng của ghế là 37 này. Đấy, chiều rộng của ghế là vuông luôn, 37-37 nhá, 37-37. Chiều cao từ mặt đất lên thì là 35 nhá. Chiều cao từ mặt đất lên thì là 35. Và chiều cao để tựa thì của nó sẽ là 60-65 nhá. Chiều cao tựa là 65. Đó. Ghế thì là 37-37 luôn, vuông 37 nhá. Cực kỳ là ngon luôn. Đấy, và khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là hàng trong túi như này nhá. Có thể xách đi để đi câu này, đi chơi, đi phượt này. Hoặc các bác có thể để gấp gọn để trên ô tô nhé. Để mình đi du lịch, đi phượt, đi các nơi được luôn. Rất là gọn. Đấy, hàng con này ưu điểm của nó rất là gọn nhé. Đây, bình thường thì các bác chỉ cần là sập cái này là xong nhé. Đấy. Ngoài ra thì bên hông của nó sẽ có cho các bác là một cái túi này. Một cái túi này khi các bác câu thì các bác có thể để mồi này hoặc để chai nước này. Đấy, khi ngồi câu hoặc là ngồi uống nước các bác có thể để chai nước ở đây. Hoặc để điện thoại, giấy tờ ở đây nhá. Đấy, điện thoại ở đây. Các thứ rất là ok. Hàng thiết kế rất là thông minh nhá. Đó. Hàng này thì em nói với các bác là bền vĩnh cửu luôn. Chất liệu của nó là vải dù nha các bác này. Đấy, một cái loại vải dù cực kỳ dày và chắc chắn nhá. Đấy, có hai màu, màu đen và màu lá này. Đấy, màu đen, màu lá, các bác lấy màu nào thì lấy, rất là đẹp và chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy, khi gấp vào thì nó rất là gọn như này. Đây. Đấy, chất thép của nó này, đinh tán đinh giếc này. Đầu của ghế này, nói chung là con này thì vĩnh cửu luôn nhá. Đẹp bền vĩnh cửu luôn, giá thì rất hợp lý. Hàng này là hàng của Nhật, rất là thông minh luôn nhá, rất thông minh luôn. Rất thông minh, rất gọn gàng. Đấy. Ngồi thì cực kỳ là chắc luôn. Đây, ăn nhau ở bốn cái phần đế này nó đều đai ốc hết này, đều đai ốc hết cho nên rất là chắc chắn. Giá thì chỉ có 150.000 cho một con ghế câu như này thôi. Hàng rất chất lượng cho các bác luôn và rất gọn gàng nhá. Đấy, gấp và phát gọn gàng luôn. Các bác có thể bỏ vào túi đây. Có sẵn cho các bác một cái túi như này. Các bác chỉ cần bỏ vào túi cho em này xong. Đó, bỏ vào túi như này rất là gọn nhá. Các bác bỏ vào túi này. Thì mình mang đi du lịch, đi chơi, đi học, đi phượt, đi làm đều ok hết. Thắt vào cho em là xong. Đó đây. Có quai sách này rất là tiện nhá. Đấy, có quai sách này rất tiện luôn. Giá thì rất hợp lý cho các bác nhá. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Lên mã cho em là ghế câu nhá. Ghế câu. Giá sẽ là 150.000 cho con ghế câu như này. Rất tuyệt vời luôn. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thuốc trị đau dạ dày các bác nhá. Đấy, thuốc đau dạ dày. Các bác lên cho em là thuốc đau dạ dày nhá. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ là cao cấp luôn. Đây, nó sẽ là dạng viên như này các bác này, dạng viên như này. Đấy, dạng viên như này các bác này. Thuốc này của nó là thuộc dòng thuốc nam nhá. Thuốc nam cho nên là các bác uống cực kỳ là an toàn luôn và rất là tốt luôn. Đấy. Thuốc đau dạ dày 1234 này. Đấy, 1234. Đây. Đấy, con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90k cho một vỉ như này. Đấy, 9k cho một vỉ như này. À, một hộp như này, bao gồm cho các bác là 4 vỉ. Đấy, 4 vỉ. Lộ trình thì các bác cứ uống cho em khoảng từ 3 đến 5 hộp là sẽ đỡ và khỏi luôn. Đấy, uống cho em từ 3 đến 5 hộp là sẽ đỡ và khỏi hẳn luôn các bác. Đấy, thuốc đau dạ dày 1234 nhá. Đấy. 1 vỉ, 2 vỉ, 3 vỉ, 4 vỉ, 5 vỉ nhá. Đó, thuốc đau dạ dày. Thì các bác lên tiền là thuốc đau dạ dày nhá. Một hộp này của nó sẽ là bao gồm cho các bác là 90.000. Đấy, 5 vỉ 90.000. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là hạt rẻ luôn. Và hàng thì chất lượng cho bác này. Hàng của OTC này, cực kỳ chất lượng cho bác luôn.
một hộp này của nó là 50 viên nhé, hộp này của nó là 50 viên. Đấy, lên cho em là thuốc đau dạ dày, giá của nó sẽ là 90k cho một vỉ như này nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là các bác lên cho em là dầu xoa bóp hoa hồng nhá, dầu xoa bóp hoa hồng, giá của nó sẽ là 40.000 cho một lọ như này, 40.000 cho một lọ như này. Đấy, lọ này của nó là lọ thủy tinh. Đấy, dầu xoa bóp hoa hồng như này, hàng rất là chất lượng cho các bác luôn, và dầu này của nó thì rất là thơm nha các bác nhá. Đấy, rất là thơm. Đấy, mùi của nó rất là thơm mà xoa thì rất là nóng nhá. Đấy, bác nào bị đau mỏi xương khớp, đau mỏi vai gáy, đau dây thắt kinh, thần kinh, đau thắt lưng, hoặc là các bác nào bị ốm cảm cúm nhá, đấy các bác xoa thái dương cho em rồi xoa các vị trí đều khỏi hết nhá. Đấy, rất là tốt luôn. Con này thì hàng nó cũng xuất đi khá là nhiều nước luôn các bác nhá, hàng xuất đi khá là nhiều nước luôn. Đấy, các bác lên cho em là dầu xoa bóp hoa hồng nhá, dầu xoa bóp hoa hồng, giá sẽ là 40.000 cho một lọ dầu xoa bóp hoa hồng như này. Đấy, con này nó còn xuất đi cả Ấn Độ, cả Ả Rập các thứ ra luôn này các bác này. Đấy, giá sẽ là 40k nhá. Dầu xoa bóp hoa hồng, giá sẽ là 40.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái loại nữa, đó là cái hôi chân hôi nách nhá, hôi chân hôi nách đây. Đấy, nó sẽ là một cái dạng lọ như này, hôi chân hôi nách, giá sẽ là 50.000 nhá. Đấy. Trước đang bán là 60.000, đợt này về cho bác giá là còn 50k cho một lọ hôi chân hôi nách như này các bác này. Đấy, đây. Nó sẽ là như này. Các bác chỉ cần là tra vào chân xong là xoa đều lên chân hoặc là nách của mình là xong. Đó. Lên cho em là hôi chân hôi nách nhá. Đấy, con này thì công dụng cực kỳ là tốt và hiệu quả luôn. Bên shop bán khá là nhiều rồi. Lên cho em là hôi chân hôi nách nhá. Đấy, hôi chân hôi nách giá sẽ là 50k. 50.000 cho một lọ hôi chân hôi nách như này nhá. Đấy, 50k cho một lọ hôi chân hôi nách như này. Các cái số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Đấy, lên cho em là hôi chân hôi nách, giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho một lọ hôi chân hôi nách như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái bấm ghim nhá. Đấy, các bác lên cho em là cái này là bấm cúc à? Bao nhiêu đấy? Các bác lên cho em là bấm cúc nhá, giá sẽ là 40.000. Con này thì rất là tiện luôn. Các bác có thể bấm vào các cái cúc áo, cúc quần hoặc là các cái vị trí nào mình cần phải ghim bấm nhá, rất là tiện luôn. Giá sẽ là 40k. Về nhà thì nó sẽ có cho các bác là sẵn một cái túi cúc như này rồi và một cái kìm bấm như này. Về nhà các bác chỉ cần là đưa vào là mình sử dụng thôi, rất là tiện luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế về cách sử dụng cho bác xem nhá. Đấy, bấm cúc nhá, giá sẽ là 40.000. Đấy, lên cho em là bấm cúc này. Đó. Lên cho em là bấm cúc này. Đó. Bấm cúc giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một cái bấm cúc như này. Rất là tiện luôn. Đó. Tặng luôn đây. Cái bộ nút cài như thế này đây, mình có thử đấy. Bấm vào khẩu trang thì quay bấm một cái là được luôn này, mọi người chỉ cần bấm thêm một bên nữa là có thể đóng lại thôi, nhưng mà khẩu trang thì quá dễ rồi đúng không, nên là mình thử với cái áo thun hai lớp này xem sao, thì đấy nhá, vẫn chỉ cần một lực vừa phải là được thôi. Rồi mình sẽ tiếp tục lôi cái quần jean ra check thì kết quả vẫn cứ là ok la luôn. Cái kiểu này là mấy quần áo rộng bụng tới công chuyện với mình rồi này. À, với cả mình mới học được cái này khá là hay, mọi người bấm khẩu trang ấy và cho hạt thơm hoặc là cà phê vào đây treo trong nhà là giúp thơm phòng và khử mùi tốt lắm nhá. Nhưng mà phải công nhận là cái kìm này xịn, hữu ích, hốt về liền nha mọi người. Đây chắc chắn rất là ngon lành luôn nhá. Nhưng đây chắc chắn sẽ là món đồ cực kỳ hữu ích mà nhà nào cũng sẽ cần. Bình thường mấy cái đồ mặc bị rộng nếu lười men ra tiệm sữa thì mấy bà sẽ làm gì? Tôi mới vừa phát hiện ra có cái bộ kìm bấm cúc quần áo này, không nghĩ là bấm nó lại dễ như vậy luôn á. Cứ cho cúc vào là bấm thôi, không có cần dùng quá nhiều lực. Bấm kiểu như là giống như mà cái đồ bấm giấy vậy á, mở ra là chắc lật liền. Tôi thấy sắm một cái để sẵn ở nhà, quần áo lỡ có mà bị rộng hay là mấy cái áo sơ mi cổ rộng quá, thay vì máy cố định lại thì mình có thể bấm cái cúc vào chứa cái 30 giây nữa, vừa tiện lợi mà cũng thẩm mỹ. À, nhưng mà không phải là vải nào cũng bấm được đâu nha, vì đây là bộ bấm đấy, rất là ngon lành luôn. Lên theo là bấm cúc, giá sẽ là 40k nhé. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái nước hoa khô các bác nhé. Các bác lên cho em là nước hoa khô đây, một lọ này, một nước hoa khô giá sẽ là 60.000 cho một hộp nước hoa khô như này. Hàng thì của nó sẽ là hàng của Ấn Độ nhá. Đấy, hàng của Ấn Độ rất là thơm luôn. Con này thì nó sẽ là một cái dòng nước hoa sáp khô như này đây. Đấy, nó sẽ có cho các bác là bao gồm là ba lọ này, ba hộp với ba mùi hương khác nhau nhá, rất là thơm luôn. Mùi thơm nam tính nhẹ nhàng, nó sẽ là sáp khô như này. Các bác có thể lấy này để mình bôi lên tay này, để bôi lên tay hoặc là lên bôi lên tay hoặc là lên trán. Đấy, bôi lên tay lên trán, nói chung là rất là thơm luôn. Đấy. Nó sẽ có 3 lọ nhá. Đấy, 3 lọ với lại 3 lọ với 3 mùi hương khác nhau này. Đấy, 3 lọ với 3 mùi hương khác nhau, rất là thơm luôn nhá. Đây các bác chỉ cần đẩy này là mình sử dụng thôi. Lên cho em là nước hoa khô nhá, nước hoa khô, rất là thơm luôn. Đấy, rất là tiện, nước hoa khô. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60k nhá. Lên trên là nước hoa khô, giá của nó sẽ là 60.000 cho một một hộp nước hoa khô như này nhá. Nước hoa khô giá là 60.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái lọ thả bồn cầu nhá, lọ thả bồn cầu. Con này nó rất là tiện luôn. Đấy, nó sẽ là một cái dạng
một cái dạng lọ như này. Đấy, về nhà các bác chỉ cần là lấy cái lọ này, các bác cho vào cái bồn cầu nhà mình. Đây, đấy, cho vào cái bồn cầu nhà mình là nó sẽ chảy ra thôi. Đấy, đây ở đây thì nó sẽ là một cái dạng viên như này nhá, một cái dạng viên như này. Về nhà các bác quay nắp này ra, sau đó thì mình thả vào cái lọ bồn cầu là cái nước xanh nó sẽ chảy ra. Thì con này công dụng của nó sẽ là tẩy sạch này, đấy, sạch thơm và diệt khuẩn nhá. Đấy. Nó sẽ có các công dụng như là sạch thơm và diệt khuẩn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là hợp lý nhá, chỉ có cho các bác là 50k thôi. 50k cho một lọ thả bồn cầu như này. Các bác lên cho em là lọ thả bồn cầu nhá. Lọ thả bồn cầu này. Đấy, bên em có cả túi, còn cái này là lọ nhá, lọ thả bồn cầu. Giá của nó sẽ là 50k cho một lọ thả bồn cầu như này. Đấy, thứ nhất là sạch này, đấy, thứ nhất là tẩy sạch này. Thứ hai là thơm này. Thơm này, và thứ ba là diệt khuẩn nhá. Đấy, diệt khuẩn. Có rất là nhiều công dụng như vậy, sạch thơm diệt khuẩn. Giá thì chỉ có cho các bác là 50k thôi, chỉ có 50k cho một lọ như này, 50.000 cho một lọ như này. Đấy, nước hoa khô các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái máy rót rượu tự động nhá. Máy rót rượu tự động con này thì rất là tiện luôn. Khi các bác nhận được hàng thì sẽ bao gồm cho các bác là một thân máy này, một thân máy như này. Đấy, kèm thêm cho các bác là hai cái âu nhá. Hai âu thì một âu nhựa dưới này các bác bỏ đá vào đây cho em cho nó mát này. Còn cái âu bên trên này thì để các bác rót rượu vào đây. Hai cái chén này là của em nhá. Hai cái chén này là của em bỏ vào đây để quay thôi. Đấy, không đến lúc các bác nhận hàng các bác bảo thiếu hai cái chén nó mất công. Đấy, thì hai cái chén này là của em. Đấy, nói thẳng thế luôn cho nó nhanh. Đấy, và ở đây thì sẽ là một cái thân máy như này và có kèm cho các bác một cái dây sạc và các bác cắm sạc vào đít nhá. Một lần sạc thì dùng được từ 4 đến 6 tiếng. Đấy, thoải mái các bác nhậu cả buổi luôn. Bật cho em cái công tắc này lên này. Đấy, sau đó thì các bác đặt cho em cái chén này vào này là rượu sẽ ra này. Đấy, rất là tiện luôn nhá. Đấy, hai chén đều nhau tam tắp luôn. Đây em sẽ rót cho các bác xem nhá. Hai chén đều nhau tam tắp luôn. Qua theo. Đấy, rất là ngon luôn. Đấy. Và các bác có thể điều chỉnh cái lượng rượu ở đây. Đấy. Nhiều ít thì các bác có thể điều chỉnh ở đây nhá. Rất là tiện này, có thể điều chỉnh ở đây. Đấy, bật công tắc lên. Đấy, cho cốc vào là nó sẽ tự chảy này, rất là tiện nhá. Có thể tăng hoặc giảm này. Lên cho em là máy rót rượu giá sẽ là 270.000 và bao ship nhá. Lên cho em là máy rót rượu này, máy rót rượu giá sẽ là 270k. Và bao ship cho cái máy rót rượu như này nhá, 270.000 và bao ship cho con máy rót rượu như này. Rất là tiện này, chỉ cần đặt vào này là xong. Đó, đặt vào này nó chảy các bác nhá. Đấy, đây. Đấy, đặt vào này nó chảy này. Rất là tiện luôn. Đấy. Và có tăng giảm lượng rượu ở đây nhá. Đấy. Các bác muốn rót đầy cốc này nhiều ít đều được hết. Đấy, một con máy rót rượu như này. Con này thì dung tích của nó vào khoảng là gần 1 lít cho một cái âu này, cho nên thoải mái các bác sử dụng luôn. Giá sẽ là 270.000. Đấy, bật lên như này này, rồi chọn mức độ rượu nhiều ít ở đây nhá. Giá sẽ là 270.000 cho con máy rót rượu như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái đèn led ngọc nhá, led ngọc. Một bộ này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 10 mét dây và có điều khiển, còn là không có củ sạc nhá. Đấy, về nhà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình thôi, chỉ có dây và có điều khiển thôi các nhá. Con này thì xuống nước thoải mái luôn, các bác sử dụng chuyên sử dụng ngoài trời chứ em, xuống nước thoải mái luôn các nhá. Đây, đấy, về nhà các bác cắm cái đầu này vào USB và mình điều khiển thôi. Đây em sẽ cắm thử cho bác xem nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 thôi. 120.000 cho một cái bộ led ngọc như này. Đây, về nhà các bác cắm vào cái cổng USB cho em này. Đấy, sau đó thì mình điều khiển này. Đấy, tắt đi này. Đấy, bật lên này. Rồi nháy quay ra này. Đấy, nháy quay vào này. Đấy, đổi màu này. Đổi màu các bác này. Đấy, các tông màu cho các bác luôn nhá. Đấy, rất nhiều chế độ nháy nha, rất là đẹp luôn. Đấy, led của nó thì là nó thuộc cái dạng là led hạt ngọc như này. Đấy. Nó sẽ là thuộc cái dạng là led hạt ngọc này các bác này. Đây, nó sẽ là hạt ngọc như này. Con này thì các bác có thể là sử dụng thoải mái luôn ngoài trời cho em. Đấy. Ngoài trời thoải mái nhá, không sợ bị nước đâu. Đấy, con này dúng xuống nước thoải mái luôn nhá. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Con này. Để xem các phát siêu Trung Hoa có buffet không nhá. Khi mua thì mọi người sẽ được tặng màu ami tôm trẻ em, dây led dài 10m và có remote 24 phím. Nghe nói là bóng đèn led được bọc bằng lớp nhựa đặc, dùng búa đập cũng không vỡ. Mà mình có thử cái búa đập cực kỳ mạnh luôn mà nó cũng không vỡ. Ok để mình. Đấy, rất là ngon luôn các nhá. Nấm nhựa đặc, dùng búa đập chứ đập như anh Hải thì không ăn thua. Công nhận là hàng xịn. Thực tế là test cái này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Quan trọng nhất là tuổi thọ của nó lên đến 50.000 giờ. Nghĩa là mọi người phải bật liên tục gần 6 năm thì nó mới hỏng. Dây được bọc lớp nhựa dẻo nên hoàn toàn chống nước. Có thể đổi 16 triệu màu trên điện thoại với hơn 200 chế độ đuổi và một số chế độ phổ biến như là nháy theo nhạc, thay đổi độ sáng, hẹn giờ bật tắt. Các bạn có thể dùng để trang trí Noel. Còn mình thì sẽ thêm vào góc làm việc của mình. Trông đẹp thực sự luôn. Đó, rất ok các bác nhá. Tôi phải dùng.
Tôi phải dùng từ ngữ gì để nói về các pháp sư Trung Hoa nữa đây? Trước mắt các bạn là một chiếc đèn đang nổi đình đám trong thời gian gần đây. Và hiện tại thì nó đã đang nằm trên tay của tôi. Khi mới múc về, các bạn sẽ có một cuộn dây led 10m, một cái remote. Giờ tôi sẽ đáp xuống nước xem có ảo diệu như trong video của các pháp sư Trung Hoa không nha. Đẹp thế nhở? Xa xa kia có mấy con cá còn phải ngoi lên để ngắm. Đèn này chống nước tốt nên các bạn hoàn toàn có thể treo ngoài trời. Hiện tại đêm rồi, thời tiết khá là lạnh nên tiện nhảy dây lúc cho ấm người. Dây led này phải gọi là siêu bền luôn, chứ như led bình thường thì test như vậy ô tô đi thoải mái nhá. Đó. Này là 169k, mục đích là để trang giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 thôi. Họ đang bán là 169.000 đấy, nhưng mà riêng Phạm Huấn bán cho các bác cái giá cực kỳ tốt luôn, 120k cho một cái bộ led ngọc như này. Các bác lên kia là led ngọc nhá, giá của nó sẽ là 120.000 cho một bộ như này. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy, led ngọc giá 120k. Rồi ok nhá. Vừa rồi thì các bác đã được trải nghiệm chất âm rất là hay của con loa chữ G nhá. Giá của nó sẽ là 250.000 cho một con loa chữ G như này. Và con này nó có tính năng sạc nhanh cho điện thoại luôn. Các bác muốn sạc nhanh thì các bác phải cắm sạc điện thoại vào nhá, cắm cái dây sạc vào thì nó mới sạc nhanh được. Còn bình thường này nó chỉ để các bác nghe nhạc được thôi. Còn mình muốn sử dụng tính năng sạc nhanh là mình phải cắm sạc vào các bác nhá. Đó, cắm sạc vào cho em. Rất là hay luôn. Chống đánh chắc nhá. Thanh nghe hay trầm ấm chắc tiếng các bác nhá. Đó. Nghe rất là chất luôn các bác nhá. Đó. Nói chung là bản này con này nghe rất là hay luôn. Giá thì sẽ là 250.000. Các bác lên cho em là loa chữ G nhá. Loa chữ G, giá của nó sẽ là 250k và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Hàng đẹp chất lượng, lên mã giúp cho em là loa chữ G này. Loa chữ G, giá của nó sẽ là 250k. Và bao ship nhá. Loa chữ G 250.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đấy, lên mã cho là loa chữ G giá 250.000 bao ship tận nhà. Đây các cái số hotline của bên em đây. Đó. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái máy đọc thẻ các bác nhá. Các bác lên cho em là máy đọc thẻ này. Đấy. Con này thì một bộ này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 112 thẻ như này. Đấy. 112 thẻ như này các bác nhá. 112 thẻ như này. Và kèm thêm cho các bác là một cái máy. Con này thì các bác mua về cho các bé nhà mình để học, để tập các cái loại ngôn ngữ nhá. Đấy, các bác muốn bật lên thì các bác giữ lì cái phím này cho em này. Giữ lì cái phím này sẽ bật lên này. Đấy. Đấy, các bác cho vào này. Đó, các bác theo. Đây. Thì mình có thể sử dụng hai chiều luôn. Đó, nó sử dụng cả tiếng Việt, cả tiếng Anh luôn nhá. Đây, các bác này. Máy bay, airplane. Đó. Nó có cả âm thanh luôn, mô phỏng âm thanh luôn. Truck. Đấy, nó rất là thông minh nha các bác này. Đấy. Xe cứu thương, ambulance. Đấy, xe cứu thương nhá. Đó, các bác thấy không? Đây. Xe cảnh sát này. Xe cảnh sát. Police car.
Đấy, rất là thông minh luôn nhá, có mô phỏng cả âm thanh luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Và combo của nó sẽ có cho các bác là 112 thẻ nhá, 112 cái thẻ như này. Và mỗi thẻ nó sẽ có cho các bác là các cái mặt khác nhau, hai mặt khác nhau. Và nó có cho các bác là tổng là 12 chủ đề nhá, 12 chủ đề. Đấy, tổng sẽ có cho các bác là 12 chủ đề. Đây, các chủ đề như là động vật, giao thông, đồ vật, đồ ăn, hoa, quả, rau, củ, quả, trang phục. Nói chung là 112 chủ đề với 224 từ vựng tiếng Anh và tiếng Việt nhá. Tiếng Anh và tiếng Việt cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là máy đọc thẻ nhá. Các bác lên cho em là máy đọc thẻ nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 110.000 nhá. 110.000 cho một con máy đọc thẻ như này. Đấy, lên cho em là máy đọc thẻ này. Máy đọc thẻ. Giá của nó sẽ là 110k nhá. 110.000 cho một con máy đọc thẻ như này. Các bác có thể mua về để mình làm quà cho các bé nhà mình cũng rất là ok. Đấy, ông mua cho cháu hoặc là bố mẹ mua cho con làm quà sinh nhật rất là tiện và hợp lý. Đấy, giá thì nó cũng không phải là đắt và nó tiện dụng để mình sử dụng. Khi không dùng nữa thì mình nhấn lì cái nút này để tắt đi cho em nhá. Đó, rất là tiện luôn. Chúng mình tặng từng nhé, tạm biệt. Đấy, rất là đẹp nhá. Và giá thì khá là hợp lý cho bác. Chỉ có cho các bác là 110.000 thôi. Lên mã tiếp theo là máy đọc thẻ nhá. Giá của nó sẽ là 110.000 cho một cái bộ máy đọc thẻ như này. Giá khá là tốt cho các bác luôn. Đấy, hàng rất là đẹp, chất lượng. Đây, trí tuệ thông minh nhá. Hàng Việt Nam chất lượng cao. Đấy, đa di năng luôn. Máy đọc thẻ giá của nó sẽ là 110k. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái bộ ba nước hoa nhá. Các bác lên trên là bộ ba nước hoa. Bộ của nó sẽ bao gồm cho các bác là ba lọ như này các bác này, ba lọ như này. Hàng nội địa của Nhật nhá. Ba lọ với ba mùi hương khác nhau. Đó. Mùi hương của nó thì mùi hương trung tính, nam nữ đều dùng được cả nhá. Rất là thơm luôn các bác này. Đây. Mỗi lọ của nó thì dung tích của nó sẽ là 30ml nhá. Hàng cực kỳ chất lượng luôn. Đấy. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Giá thì rất hợp lý nhá, chỉ có 150.000 cho ba lọ nước hoa như này. Lên cho em là bộ ba nước hoa nhá, bộ ba nước hoa. Và nó rất là thơm luôn. Đấy, mùi thơm của nó rất là dịu nhẹ và dễ chịu. Lên cho em là bộ ba nước hoa. Bộ ba nước hoa nhá. Đó. Bộ ba nước hoa giá của nó sẽ là 150k trên một hộp như này. Đấy, 150k trên ba lọ. Tính ra là các bác mua vào chỉ có 30.000 150.000 một lọ này thôi. Mà một lọ này của nó sẽ là 30ml các bác nhá. 30ml tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Giá thì bên shop cũng đang trân trọng gửi tới các bác cái giá khá là hợp lý các bác nhá. Giá khá là hợp lý cho các bác luôn. Bộ ba nước hoa như này. Giá chỉ có cho các bác là 150.000 thôi. 150.000 cho bộ ba nước hoa như này các bác nhá. Giá rất tốt cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop lại tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái chảo gang nhá. Các bác lên cho là chảo gang. Con này thì cũng khá là tiện dụng. Đây là cái phần quai của nó này. Và một con chảo như này. Con này thì nó nặng tới cả gần 1 cân luôn nhá. Nặng tới cả gần 1 cân luôn. Về nhà các bác lắp cái này vào đây cho em này. Lắp cái quai này vào đây này. Sau đó thì mình xoáy cái ốc vít này vào. Cái này thì vừa có tác dụng là để treo này. Vừa để treo và vừa các bác để khi mình sử dụng thì nó sẽ không bị nóng. Cái này bằng nhựa nó sẽ không bị nóng tay. À bằng... Nó bằng gỗ này thì các bác dùng nó không bị nóng tay nhá. Rất là tiện dụng luôn. Đấy thì một cái con chảo gang như này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 90.000 thôi. Đấy và có chống dính luôn nhá. Đấy có chống dính luôn. Rất là tiện dụng, các bác có thể dùng để mình chiên này, rồi mình dùng để mình rang này, hoặc là mình hầm các cái món ăn mà cần phải ninh lâu thì nó sẽ không bị cháy nhá. Lên cho em là chảo gang, rất là đẹp luôn. Quai kiếc cực kỳ là ngon. Đấy, nó nặng khoảng gần 1 cân gì đấy các bác nhá. Đường kính của nó thì 13 cm. Còn cân nặng thì con này thì cân nặng của nó sẽ là 8 lạng nhá. 8 lạng và đường kính là 13 cm. Thì con này các bác lên mã giúp cho em là chảo gang nhá. Chảo gang. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái con chảo gang như này giá sẽ là 90.000. Lên mã giúp cho em là chảo gang này. Đó. Chảo gang giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho một cái chảo gang như này thôi. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Đấy, giá rất hợp lý cho bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng sản phẩm rất là mới nhá. Đó là cái bàn chải sắt các bác. Đấy, lên trên là bàn chải sắt. Con này thì nó là bằng thép nhưng mà mình gọi là bàn chải sắt cho nó dân gian, cho nó dễ gọi. Đây, con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50k cho con bàn chải thép như này, bàn chải sắt như này các bác nhá, 50.000. Hàng của thương hiệu Kaiso Made in Japan các bác này. Đó, Kaiso Made in Japan. Con này thì khá là đa di năng luôn. Các bác có thể dùng để mình ví dụ như là các bác dùng để cọ son cọ nồi cũng ok này. Đấy, ví dụ như cọ son cọ nồi nhá, cọ son cọ nồi.
hoặc là các bác kỳ cọ vệ sinh vào các cái phần như là nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, hoặc là chậu rửa, chậu chiếc, hoặc xoong nồi, rất là tiện con này. Đấy, nó sẽ là một cái phần đầu chổi bằng thép như này. Đấy, để các bác dùng mình kỳ cọ rất là sạch sẽ và có quai đeo này rất là tiện này. Lên cho em là cái gì nhỉ? Các bác lên cho em là chổi cọ sắt nhá, giá sẽ là 50.000. Đó. Lên mã giúp cho em là chổi cọ sắt này. Đấy. Chổi cọ sắt. Chổi cọ sắt này, giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k cho một chiếc chổi cọ sắt như này. Con này thì rất là đa di năng luôn. Các bác có thể dùng để mình kỳ cọ vệ sinh, xoong nồi, rồi nói chung là đa di năng luôn. Đấy, các bác muốn vệ sinh ở đâu cũng được. Đây, có cái đầu chổi như này rất là tiện. Lên cho em là chổi cọ sắt, giá của nó sẽ là 50k. Hàng nội địa của Nhật, cực kỳ chất lượng luôn, hàng thương hiệu Kaiso made in Japan nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm. Đó là cái bộ nồi 5 món các bác nhá. Đấy, lên mã cho em là bộ nồi 5 món, giá sẽ là 140.000. Đó. Bộ nồi 5 món, giá của nó sẽ là 140k nhá. 140.000 cho một cái bộ nồi 5 món như này. Đấy. Sẽ có cho các bác bao gồm là 5 món để cho các bác sử dụng luôn. Giá sẽ là 140.000. Đấy, đây. Thì nó sẽ là một cái dòng nồi mà có thể là gấp gọn, rất là tiện dụng nhá. Rất là tiện dụng như này. Đấy. Các bác có thể gấp gọn được, rất là tiện dụng, tức là mình có thể bỏ chồng vào nhau được, rất là gọn luôn. Đây. Đấy thì em sẽ giở ra từng cái một cho bác xem. Đầu tiên nó sẽ là một cái to nhất đường kính là 24 cm các bác nhá. Đấy, con này đường kính 24 cm. Hàng này thì nó vừa phải thôi, nó không dày cũng không mỏng. Các bác có thể dùng để mình đựng đồ ăn chín này, thực phẩm, thức ăn là ok. Đấy. Hoặc là mình chế biến lẩu lá các thứ thì mình đựng trước vào đây. Đấy. Cái này thì nó không quá dày đâu nhá, nó bình thường thôi. Đấy, tiếp theo là đến một cái nồi là 22 cm nhá. Con này sẽ là 22 cm này. Đó, các bác có thể để chồng nhau được. Tiếp theo đến một cái 20 cm. Đấy, con này sẽ là 20 cm này. Đó, tiếp theo đến một con 18 cm nhá, 18 cm. Và một con nữa là con này là 16 cm. 16 cm thôi nhá. Con này của nó sẽ là 16 cm. Như vậy là các bác sẽ có tổng thể cho em là một bộ cho bác là 5 cái nồi như này, 5 cái nồi như này. Và ưu điểm của những cái dòng này là nó có thể để chồng gọn với nhau được coi nhá, có thể chồng gọn với nhau được luôn. Đấy, hoặc có thể để chồng với chốc nhau như này rất là ngon này. Đấy. Nó sẽ có cho các bác là 5 chiếc như này. 5 chiếc như này đầy đủ để các bác lựa chọn nhá. Để về mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn, đồ ăn sống, đồ ăn chín, nói chung là đều ok hết. Nhiều bác xem cái mép này thì bảo là bị nhăn, nhưng mà không, cái này là do nó bọc giấy bóng nhá. Đấy, nó nguyên bản nó bọc giấy bóng cho nên nó như vậy thôi. Còn những cái mép này của nó rất là đẹp luôn nhá. Không hề có dấu hiệu là bị nhăn nhiếc gì đâu các bác nhá. Mép phẳng đẹp, rất chất lượng luôn. Những cái mép này là phẳng đẹp nhá. Đó, thế này các bác yên tâm, mép này không bị nhăn. Đấy, đây là người ta bọc giấy bóng để bảo vệ thôi. Và đậy của nó khá là kín luôn, thì các bác có thể dùng để đựng thực phẩm, đựng thức ăn, đồ ăn sống, đồ ăn chín đều ok hết. Một cái bộ nồi 5 món như này, giá chỉ có 140.000 thôi. Rồi ok. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái lô đá mài hàng nội địa của Nhật nhé. Hàng rất đẹp và cao cấp cho anh em luôn. Và hàng này thì bên shop về số lượng và giá rất là tốt cho anh em nhé. Đây, hàng thương hiệu Katashiwa made in Japan. Nó sẽ có cho các bác là độ mịn 5.000, 10.000 và độ mịn 3.000, 8.000 nhé. Và độ mịn 3.000, 8.000 như này. Đó, tất cả đều có kèm cho các bác một cái miếng lót cao su để khi các bác sử dụng thì nó sẽ chống trơn trượt rất là tốt nhé. Đấy, hàng made in Japan. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Đấy, đá mài hàng nội địa Nhật rất chất lượng cho bác. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn các bác nhá. Giá siêu hạt rẻ cho các bác luôn. Đấy, con này dùng các bác dùng để mài dao, mài kéo, mài đục, mài rũa cực kỳ là ok luôn. Đây, hàng nội địa của Nhật made in Japan nhá. Made in Japan. Đó, độ mịn của nó sẽ là 3.000, 8.000. Có dòng độ mịn 3.000, 8.000 và độ mịn 5.000, 10.000. Tùy theo nhu cầu của bác nhá. Các bác muốn lấy loại nào lấy. Đây, hàng made in Japan nhá. Đấy. Độ mịn 3.000, 8.000 và độ mịn 5.000, 10.000. Đó. Hàng chất lượng cho các bác luôn và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đây, đấy, độ mịn 5.000, 10.000. Hàng made in Japan nhá, hàng của thương hiệu Katashiwa. Đó, thì bên em sẽ có ký hiệu. Thì các bác lên cho em là đá A nhá. Viên này thì bên shop ký hiệu nó là đá A và giá của nó sẽ là 80k cho một viên như này. Đấy, các bác lên cho em là đá A này, giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho một viên đá A như này. Đấy. Các bác lên cho em là đá A nhá, giá của nó sẽ là 80.000. Tiếp theo thì các bác lên cho em là đá C này. Đấy, đá C. Giá của nó sẽ là 100k nhá. Đấy, con này thì các bác lên cho em là đá C, giá của nó sẽ là 100k. Đấy.
đá C này. Đá C giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho một viên đá C như này. Đó thì bên shop về hai mẫu như vậy. Thì các bác lên cho em là đá C vàng nhá, đá C vàng và đá A đỏ nhá. Đấy, đá A đỏ, đá C vàng. Đấy. Đá A thì nó sẽ là đá A thì nó sẽ là màu đỏ như này. Đấy. Thì lên cho em là đá A đỏ này hoặc là đá đỏ nhá. Lên cho em là đá đỏ hoặc đá vàng cũng được. Đấy, các bác lên cho em là đá đỏ nhá. Đá đỏ thì giá sẽ là 80.000, còn đá vàng thì giá của nó sẽ là 100.000 thôi nhá. 100.000 cho viên đá như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái lọ xay tiêu nhá. Các bác lên cho em là xay tiêu. Con này thì bên shop bán khá là nhiều rồi. Và đợt này hàng lại về để phục vụ các bác nhá. Đấy. Giá thì chỉ có 50k cho một cái lọ xay tiêu như này thôi. Thì rất là tiện dụng để cho các bác sử dụng nhá. Lên mã giúp cho em là xay tiêu nhá. Giá của nó sẽ là 50.000 nhá. 50.000 cho một cái lọ xay tiêu như này rất đẹp này, bằng thủy tinh và cái đầu này của nó là bằng inox nhá. Các bác lên cho em là xay tiêu nhá. Nó xay tiêu. Giá của nó sẽ là một cái lọ như này, giá của nó sẽ là 50k nhá. 50.000 cho một cái lọ xay tiêu như này. Giá rất là tốt cho các bác lựa chọn luôn. Thì các bác xoáy cái nắp này ra này, bỏ hạt tiêu rồi các cái hạt mình cần xay vào đây, sau đó thì xoáy cái nắp này lại này. Đấy, sau đó thì các bác lật ngửa lên và mình cứ xoay như này. Đấy, khi các bác xoay như này, xoay đường ngược đi ngược lại như này cho em thì cái hạt tiêu nó sẽ rơi xuống đây. Và các bác lấy tiêu ra ở đây nhá, lấy tiêu ra ở đây. Đó, thì mình ăn đến đâu mình xay đến đấy. Không có thì mình lại để lại, để ngược nắp lên. Đó, và bình thường mình sẽ xay như này các bác này. Đấy, giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 50k cho một lọ xay tiêu như này nhá. Lên cho em là xay tiêu, giá của nó sẽ là 50.000 cho một cái hũ xay tiêu như này. Giá rất là tốt cho bác luôn, lên cho em là xay tiêu, giá sẽ là 50k. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái máy bơm hơi nhá. Các bác lên cho em là máy bơm hơi. Con này thì bên shop bán khá là nhiều rồi. Giá của nó sẽ là 480.000 và bao ship tận nhà cho bác luôn. Nhận hàng các bác kiểm tra, test thử và thanh toán nhá. Con này thì nó sẽ là một cái dòng máy bơm chạy bằng điện. Đấy. Này là lên là máy bơm điện ạ. Lên cho em là máy bơm điện nhá. Giá sẽ là 480.000. Nó thì nó sẽ có lô là sản xuất ở Đài Loan và có lô thì sản xuất ở China các bác nhá. Lô này thì sản xuất ở Đài Loan. Đó thì hàng nó sẽ về theo lô. Đó, về nhà các bác bóc cái giấy bóng ra cho em. Con này đồng hồ báo bơm của nó là tổng là 10 cân nhá. Dây của nó thì được dài khoảng là trên dưới 1 mét gì đấy. Đấy, dây dài trên dưới 1 mét gì đấy các bác nhá. Đó, và đây là các bác có thể sử dụng này. Đây. Đấy, nó sẽ có cho các bác là công tắc này. Đấy. Công tắc này các bác nhá. Công tắc này. Và nó sẽ có cho các bác là cái phần điều chỉnh chiết áp này. Công tắc này. Đấy, điều chỉnh lượng gió nhá. Có cả cái phần điều chỉnh lượng gió luôn. Đây. Đây các bác nhìn cái đồng hồ em test này. Nó sẽ báo hơi lên nhá. Đây là em bịt bằng tay thôi. Đấy, các bác bơm xe máy, bơm mô tô thoải mái luôn. Bơm xe máy, bơm mô tô thoải mái nhá. Bơm của nó tối đa là 10 cân nhá. Đấy, tối đa 10 cân và có điều chỉnh hơi này. Điều chỉnh hơi các bác có thể điều chỉnh ở đây. Đấy, lượng hơi to nhỏ các bác có thể tùy chỉnh ở đây nhá. Đấy, tùy chỉnh cái chiết áp hơi ở đây cho nó phù hợp với cái công năng của mình. Đó. Con này thì nó chạy trực tiếp điện 220V luôn. Chạy điện 220V trực tiếp luôn các bác nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Một cái con máy bơm hơi như này, giá của nó chỉ có cho các bác là đi 480.000. Lên cho em là máy bơm điện nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là máy bơm điện, giá sẽ là 480.000. Đó, máy bơm điện này. Máy bơm điện. Giá sẽ là 480k nhá. Đấy, máy bơm hơi điện này. Máy bơm hơi điện giá sẽ là 480.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái khóa chữ U nhá. Các bác lên cho em là khóa chữ U, giá của nó sẽ là 90.000. Đó. Khóa chữ U này, giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho một con khóa chữ U như này. Đây nó sẽ là một con khóa như này con này, hàng công ty cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Mật khẩu thì bên shop đang để mặc định là 4 số 0, thì các bác cứ để mặc định về 4 số 0 là các bác mở bình thường. Còn khi khi các bác mà muốn đổi mật khẩu thì các bác để ý hai cái vạch trắng này cho em này. Đấy, hai cái vạch trắng hai bên đầu khóa này. Tay phải thì mình cầm cái đầu khóa có cần này, sau đó thì tay trái mình sẽ xoay cái này đi cho em. Đấy, tay trái cầm đầu khóa có cần, tay phải mình xoay đi theo chiều kim đồng hồ đấy nhá. Xoay cái vạch trắng này theo chiều kim đồng hồ này, sau đó thì em sẽ để là 4 số 9 này, sau đó thì em xoay ngược lại là xong. Xoay ngược lại hai cái vạch này bằng nhau thì mật khẩu mới bây giờ sẽ là 4 số 9 nhá. Em chỉ cần đảo về một số 0 là đã là không mở được rồi. Đấy, em cho 4 số 9 thì lại mở bình thường.
lại mở bình thường các bác nhé. Đó, lưu ý các bác khi cài đặt nhá, thì các bác để nguyên về cái mật khẩu mà mình đã đặt này, sau đó thì bây giờ mình sẽ xoay cái này đi này, xoay theo chu kỳ đồng hồ, sau đó thì bây giờ em lại mặc định về dãy số 0 này. Đấy, xem sao em quay trở lại nhé. Đây, mật khẩu mới thì mật khẩu mặc định sẽ là 4 số 0, còn về nhà các bác muốn thay nào thì thay. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90k nhá, lên cho em là khóa chữ U, giá của nó sẽ là 90.000 cho một con khóa chữ U như này, 90.000 cho một con khóa chữ U này các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái bình xịt chống thấm nhá. Đấy, các bác lên cho em là xịt chống thấm, giá sẽ là 50k. Đó, xịt chống thấm này, giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k cho một cái bình xịt chống thấm như này, giá của nó sẽ là 50.000. Con này thì rất là tiện dụng luôn, đây các bác lắc đều cho em. Sau đó thì các bác có thể xịt lên các cái bề mặt mà mình cần phải xịt này. Đấy, ở đây thì nó sẽ là các cái phân tử nano như này, giúp cho bịt kín các cái phần lỗ hở luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn nhá. Đây các bác này, máy ngói, máng xối, trần nhà, xử lý các vết nứt tường nhà, sân thượng, chống rò rỉ các loại đường ống, xử lý các vết nứt, vỡ, thủng trên các đồ vật khác, đặc biệt hoàn toàn kháng nước, chống nấm mốc nên được ứng dụng rộng rãi cho mọi nhu cầu hiện nay. Khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ C, chống tia cực tím bất chấp nắng mưa, khuyến mãi cực sốc duy nhất, chống thấm rột trên mọi bề mặt chất liệu, hiệu quả lên đến 10 năm. Chống thấm rột mái tôn, mái ngói, máng xối, trần nhà, xử lý các vết nứt tường nhà, sân thượng, chống rò rỉ các loại đường ống, xử lý các vết nứt, vỡ, thủng trên các đồ vật khác, đặc biệt hoàn toàn kháng nước, chống nấm mốc nên được ứng dụng rộng rãi cho mọi nhu cầu hiện nay. Khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ C, chống tia cực tím bất chấp nắng mưa, khuyến mãi cực sốc duy nhất hôm nay. Giá thì chỉ có 50k cho một cái bình xịt chống thấm này nhá. Đây các bạn này. Đấy, nó khô thì nó sẽ là như một cái lớp nhựa phủ lên. Giá thì chỉ có 50.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ấm pha trà nhá. Qua lên cho em là ấm pha trà. Đấy, lên cho em là ấm pha trà nhá. Con này thì dung tích của nó sẽ là 1 lít nhá. Dung tích của nó sẽ là 1 lít. Bên trong của nó thì nó sẽ là có một cái lưới như này, có một cái lưới như này. Đấy, có một cái lưới này thì để các bác dùng để mình pha trà, pha cà phê, rồi nói chung là các thứ mình cho vào đây. Các bác có thể cho vào đây, ít thì cho vào đây nhá. Còn nhiều thì mình có thể cho trực tiếp vào đây, thì cái lưới này nó sẽ có tác dụng là giữ lại cho các bác khi mình rót nó sẽ không bị tràn ra ngoài. Đó, sản phẩm thì bằng Su316 này, Inox 316, cực kỳ là an toàn và thân thiện với người sử dụng luôn. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái ấm pha trà như này, 150.000. Đấy, khi các bác xoáy thì xoáy sẽ lẫy này cho em này. Đó, đây nhá, đây nó sẽ có cái lẫy như này, các bác đặt này cho em này. Đấy, và xoáy hết vòng thì nó sẽ vòng về các bác nhá. Đấy, nó sẽ vòng về. Đây, xoáy hết vòng thì nó sẽ vòng về đây như này, và các bác nhấn này cho em này. Đó, bên trong thì bằng inox, bên ngoài thì bằng phủ sơn tĩnh điện này nhá. Inox 2 lớp và bên ngoài phủ sơn tĩnh điện màu đen rất đẹp luôn. Bên dưới thì lót cao su chống trơn trượt rất là tốt nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là ấm pha trà nhá, ấm pha trà. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150k. Đấy, lên cho em là ấm pha trà này, ấm pha trà. Bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 150k nhá. Đợt này về cho bác giá chỉ còn là 110k thôi. 110k cho một con ấm pha trà như này nhá. 110k, giá cực kỳ là tốt cho bác luôn, lên cho em là ấm pha trà nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác một cái dòng sản phẩm đó là thuốc chuyên trị trĩ nhá, chuyên trị trĩ. Đấy, bác nào bị trĩ nội, trĩ ngoại, rồi là co thắt bối trĩ, rồi nói chung là chuyên về bệnh trĩ thì bôi cái kem này cho em. Đó, các bác lên cho em là thuốc trĩ nhá, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là, các bác lên cho em là thuốc trĩ nhá, giá của nó sẽ là 30.000. đó, thuốc bôi trĩ này, đó, thuốc bôi trĩ, giá của nó sẽ là 30k nhá, 30k cho một tip như này. Đấy, các bác nào bị trĩ nội, trĩ ngoại, rồi xa bối trĩ, rồi các kiểu con là điều bôi vào cho em là khỏi hết nhá. Đấy, khỏi hết cho các bác luôn đây. Đấy, hàng nội địa của Nhật cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn này. Đấy, nó sẽ là dạng tip như này. Đấy, bác nào bị xa bối trĩ, rồi co bối trĩ, rồi trĩ nội, trĩ ngoại, bôi là khỏi hết cho em. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 30.000 nhá, 30.000 cho một lọ trĩ như này các bác này. Đấy, 30.000 cho một lọ như này, rất tiện dụng cho các bác sử dụng luôn, giá rất hợp lý cho bác nhá. Lên cho em là thuốc bôi trĩ, giá của nó sẽ là 30k. Đó, rồi ok, hàng lại về để ngập tràn phục vụ các bác nhá. Đó, rồi ok, các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Nay thì bên shop lại tiếp tục về cho bác cái lô ổ dây điện ổ đúc nhá, dây điện kèm ổ đúc này. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp, dây của nó sẽ là dây 2.5 nhá, dây 2.5, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá khá là tốt luôn, dây của Nhật các bác này,
đây FA 2.5 nhá, dây cực kỳ là đẹp luôn. Đây các bạn này, Japan các bạn này, đấy Japan các bạn này, CU nhá, dây Japan, dây bằng đồng nhá, 100% là dây đồng hết nhá. Đó, ổ của nó thì nó sẽ là dòng ổ đúc cao su mềm như này, ổ đúc cao su mềm như này, chống va đập thoải mái luôn. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái đèn báo nhá, một đèn báo ở cái thằng đây này, ở trong này nó sẽ có đèn báo cho các bác luôn. Và cắm thì kết nối cực kỳ là tốt luôn nhá, các bác cắm kết nối rất là tốt luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá khá là hợp lý các bác nhá, khá hợp lý cho các bác luôn. Cắm như này, đấy khi các bác cắm như này kết nối rất là tốt con này, kết nối rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là ổ dây điện ổ đúc nhá, đấy. Dây điện đúc các bác lên cho em là dây điện đúc này. Thì bên shop bán thì nó khá là nhiều. Dây này của nó là dây lõi đồng 2.5 nhá. Đây, FA 2.5 các bác này. Dây của nó thì dây siêu mềm luôn, chịu tải của nó là lên tới 500V nhá, 500V đấy các bác này. Đấy, 500V này. Dây đồng này Japan quá nhá, Japan quá nhá. Đấy. Giá thì dây của nó rất là mềm luôn và ổ đúc này thì va đập thoải mái nhá. Các bác dùng va đập thoải mái luôn. Đấy, nó sẽ là bằng cao su non như này, cho nên các bác dùng chiến công trình rất là ok. Thì bên shop sẽ bán theo cho các bác theo như sau. Đấy, nó sẽ có cho các bác là dòng 10m này. Đấy, 5m. Đấy, 5m, 10m, 20m và không được ra nắng. Nó sẽ có là 5m. 5m thì giá của nó sẽ là bằng 220.000, 220k trong quận 5m nhá. Đấy. 10m thì nó sẽ là 330.000. 10m thì sẽ là bằng 330k. Đó. Tiếp theo đến 20m là sẽ là 500.000. 20m thì sẽ là bằng 500k nhá, 500k. Và có các bác là quận 30m nhá. 30m thì sẽ là bằng 650.000, 650k nhá, 650.000. Đó. Đây. Quận này nó sẽ là quận 5m các bác nhá. Quận này sẽ là quận 5m này. Các bác dùng để ăn lẩu ăn liếc này, hoặc là chiến công trình này, hoặc là các bác dùng để mình gọi là làm các công việc đều ok hết các bác nhá. Đấy. Ví dụ như là các bác dùng để hàn xì này, hoặc là mình đi làm các cái công trình, hoặc là nói chung là các bác làm ở đâu cũng được. Nó giá nó rất là hợp lý cho bác nhé, giá rất hợp lý. Và dây thì nó là dây xịn siêu mềm cho bác luôn, dây rất là mềm. 5m, con này là 10m con này. Đấy, quận này là quận 10m này. Đấy, quận 10m này. Và quận này là quận 30m nhé, quận 30m. 20m thì bên em tạm hết hàng rồi. Quận 30m này giá của nó sẽ là 650.000 nhé, 650.000 cho một cuộn dây 30m như này. Đấy. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái kéo hộp vải nhá. Kéo hộp vải, con này thì bên shop đang bán là 120.000. Đợt này thì xả thanh lý cho bác giá chỉ còn là 100.000 cho một con kéo hộp vải như này thôi. Hỏng đồ không? Lên cho em là kéo hộp vải. Giá của nó sẽ là 100k cho một con kéo hộp vải như này nhá. Con này rất là ngon luôn. Hàng của Nhật đấy con này, hàng của Nhật toàn bộ chữ triện Nhật. Thép SK5 nhá. Đấy, thép SK5 các bác này. Chữ triện của Nhật như này nhá. Đấy. Lên cho em là kéo hộp vải nhá. Khi các bác cắt xong thì mình đẩy cái lẫy này vào, khi nào dùng thì mình đẩy ra này. Đấy, rất là ngon luôn. Đựng trong cái hộp vải xịn sò như này. Lên cho em là kéo hộp vải nhá. Giá của nó sẽ là 100k. Đấy. Rất là đẹp luôn. Hàng của Nhật này, hàng gia công của Nhật cực kỳ là đẹp nhá. Đó. Gia công thủ công rất là đẹp luôn. Lên cho em là kéo hộp vải nhá. Kéo hộp vải, giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho con kéo hộp vải như này thôi. Giá khá là tốt cho bác luôn. Giá này là giá thanh lý nhá. Em đang bán là giá của nó là 150k đấy, 150k. Xả cho bác giá còn 100.000 cho con kéo hộp vải này thôi nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái bộ V46 nhá. Bộ này thì bao gồm cho các bác là 46 chi tiết. Đấy, 46 chi tiết như này. Đấy. Khẩu kiếc đầy đủ rồi, tay công, tay kiếc, tay nối dài rồi, đầu vít, đầu viếc đầy đủ như này. Bao gồm cho các bác là 46 chi tiết đầy đủ như này nhá. Nó sẽ có cho các bác là một tay công như này. Và các cái đầu khẩu này, đầu khẩu của nó thì sẽ là từ 4 đến 14 nhá. Đấy. Có xé nhanh, có đảo chiều luôn. Để các bác sửa chữa đồ nghề cực kỳ là ok nhá. Đầu khẩu từ 4 đến 14 này. Tiếp theo thì nó sẽ có các cái đầu vít này, các đầu vít này con này. Vít hoa thị lục giác ok hết nhá, đầy đủ cho bác luôn. Hoa thị lục giác rồi các cái đầu công rồi tay sấy nhanh các thứ nhá. Đó. Đây, VH1, VH2 con này. Đấy. Và nó sẽ có cho các bác là cả một cái tay nối dài như này luôn, à tay vít như này luôn. Đấy, các bác dùng cái tay vít này cũng rất là ngon này, để mình xoáy vít này, rất là tiện nhá. Đấy, tay vít như này rất là ngon này. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Và có cả cái phần tay công con này. Tay công rồi tay nối dài nhá, có cả tay nối dài cho bác luôn. Có cả tay nối dài như này và tay công như này. Và ngoài ra thì nó sẽ có cả cái phần ngoắt nghéo nhá, có cả phần ngoắt nghéo luôn để các bác đưa vào các cái vị trí khó này. Đây,
có cả phần lò xo ngoắt nghéo như này nhá. Đấy, đầy đủ combo cho bác một cái bộ như này trong cái hộp xịn sò như này. Giá bên shop đang gửi tới bác giá là bao nhiêu? Chỉ có 130.000 thôi. Lên cho em là bộ V46 nhá. Và lên cho em là bộ V46 này. Đấy, bộ V46. Giá của nó sẽ là 130k nhá, 130k cho một cái bộ V46 như này. Giá siêu tốt cho bác luôn. Lên mã cho em là V46, giá sẽ là 130.000. Đó, 130.000 cho một cái bộ V46 này thôi. Giá rất là tốt cho bác luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái lọc rác các bác nhá. Các bác lên cho em là lọc rác này. Con này thì giá của nó sẽ là 15k nhá, 15k cho một cái lọc rác như này thôi. Rất là tiện để các bác cho vào cái phần chậu rửa của nhà mình ấy, cho vào các cái phần chậu rửa của nhà mình đặt vào. Thế là nó sẽ lắng cái phần rác không đây. Nó sẽ rất là tiện để cho các bác rửa giấy vệ sinh. Lên cho em là lọc rác, giá của nó sẽ là 15k cho một cái lọc rác như này nhá. Đây em sẽ có video thực tế cho bác xem luôn này. Đây các bác nhá, cái lọc rác truyền thống thì nó sẽ rất là bẩn và nó sẽ đọng lại, nhưng mà con lọc rác này thì rất là ngon luôn. Đấy, các bác chỉ cần đặt vào là xong. Đấy, nó sẽ chảy, nó sẽ trôi hết vào và các bác đổ đi cho em, nó không bị bám dính nhá. Rất là tiện dụng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Đấy, con này thì ứng dụng của nó khá là ok. Đấy, và giá rất là hợp lý cho bác luôn. Một con lọc rác như này giá của nó chỉ có cho các bác là 15k thôi. Các bác dùng nó rất là tiện dụng. Đấy, coi theo. 15.000 cho một con lọc rác như này nhá. Qua lên trên là lọc rác. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kéo cắt cành đúc nhá, kéo cắt cành đúc này. Hàng thép SK5 không gì, hàng của thương hiệu Japan các này. Đấy, made in Japan như này nhá, made in Japan. Đó, kéo cành đúc thép SK5. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là kéo cắt cành đúc nhá. Kéo cắt cành đúc giá sẽ là 130.000. 130k cho một con kéo cành đúc như này. Đấy, 130k. Lên cho em là kéo cắt cành đúc nhá, made in Japan này. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là cái khò ga đại nhá. Các bác lên cho em là khò ga đại này, hàng thương hiệu Kabushi Japan. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, chỉ có 120.000 thôi. 120k cho một cái khò ga đại như này thôi nhá. 120.000. Con này thì nó sẽ là dòng đánh lửa tự động con này, đánh lửa tự động rất là tiện dụng luôn. Giá chỉ có 120.000 thôi. Phần đầu kết nối bằng đồng này, rất là ác ôn luôn nhá. Rất là ác ôn to. Đấy, chịu nhiệt tốt nhá. Giá sẽ là 120k, giá siêu tốt cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ cào xẻng làm vườn nhá. Cào xẻng làm vườn như này. Đó. Nó sẽ là một cái bộ cào xẻng làm vườn như này, bao gồm cho các bác là 3 chi tiết. Đấy, lên cho em là cào xẻng làm vườn mini nhá. Con này nó chỉ là hàng nhỏ, hàng mini thôi các bác nhé, chứ không phải hàng to đâu. Nó là hàng mini nhỏ nhỏ như này thôi. Cái phần xẻng này của nó thì khoảng 3 ngón tay như này nhá. Hàng mini, dài thì nó chỉ trong lòng bàn tay như này thôi. Đấy các bác nhá. Đây, trong lòng bàn tay như này các bác này. Giá thì rất là hợp lý cho bác luôn. Các bác lên cho em là bộ cào xẻng làm vườn nhá. Giá thì chỉ có 30.000 thôi. Đấy. Bộ cào xẻng mini, giá sẽ là 30k. Về các bác có thể dùng để mình trồng cây, trồng cối, mình làm vườn, đào đất, đào đất rất là ok. Cào xẻng mini giá sẽ là 30k nhá. 30k cho bộ cào xẻng mini như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái gắp nóng nhá. Đấy. Con này thì các bác dùng để mình gắp thực phẩm, thức ăn hoặc là các bác dùng để chiên rán thì mình kẹp rất là ok. Lên cho em là gắp nóng nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 20k cho một cái gắp nóng như này. Lên cho em là gắp nóng, giá của nó sẽ là 20k. Khá là tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Đấy, các bác lên cho em là gắp nóng, giá nó sẽ là 20.000 nhá. 20.000 cho một cái con gắp nóng như này. Rất tiện dụng cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kìm đa năng nhá, kìm đa năng. Đấy. Các bác lên cho em là kìm đầu bằng nhá, kìm đầu bằng. Giá sẽ là 190.000. Lên cho em là kìm đầu bằng này. Đó. Kìm đầu bằng giá sẽ là 190k. Đó. Lên cho em là kìm đầu bằng nhá, giá sẽ là 190.000 cho con kìm đầu bằng như này. Con này thì hàng của thương hiệu FO của Nhật các bác này. Đây, FO của Nhật, chữ Nhật hết này. Đấy, chiều dài của nó sẽ là 22cm. Con này thì nó sẽ là một cái dòng kìm đa di năng này. Các bác dùng để tuốt dây này, bấm cốt này, rồi cắt dây này, rồi là vặn ốc này, rồi là xoắn dây này, đều ok hết nhá. Đấy. Giá thì chỉ có 190.000 thôi. Kìm đầu bằng FO nhá, kìm đầu bằng FO. Đấy, lên cho em là kìm đầu bằng. Kìm đầu bằng FO, giá của nó sẽ là 190.000. Đấy. Các bác lên cho em là kìm đầu bằng rồi các. Hàng của thương hiệu Fukuoka các bác này. Đấy, đây. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn, giá 190.000. Sản phẩm tiếp theo đó là cái chỉ nha khoa nhá, chỉ nha khoa. Thì cái này một hộp của nó sẽ là 50 chiếc và bên em bán theo dây như này, một dây này của nó là 3 hộp và giá này chỉ có 20.000 thôi. 20k trên 3 hộp như này, 20k trên 3 hộp như này nhá. Giá khá là tốt cho bác luôn, 20.000 trên 3 hộp chỉ như này. Giá chỉ có 20.000 thôi. Giá rất là tốt cho bác luôn. Lên cho em là
chỉ nha khoa nhá. Đấy, chỉ nha khoa 20.000 trên 3 hộp như này, giá siêu tốt cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái thuốc kích rễ nhá, thuốc kích rễ. Hàng là thuốc kích rễ này là hàng thuốc kích rễ HP01 nhá. Giá của nó sẽ là 60.000 cho một lọ như này, hàng nội địa của Nhật này. Đấy, chuyên dùng để kích rễ nhá. Hàng made in Japan, hàng này thì siêu kích rễ luôn. HP01 này, HP01. Con này thì các bác chỉ cần giỏ cho em là đến 3 đến 5 giọt là ok, 3 giọt đã là ok lắm rồi nhá. Giá thì sẽ là 60k cho một lọ kích rễ như này. Các bác lên cho em là kích rễ nhá, giá của nó sẽ là 60k, hàng nội địa của Nhật nhá. 60k cho một lọ kích rễ như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái nạo dứa các bác này, nạo dứa. Đấy, các bác dùng để gọt dứa nhá, gọt dứa này. Giá sẽ là 20k cho một con gọt dứa như này, giá sẽ là 20.000. Các bác gọt xong thì các bác dùng cái này để các bác đẩy đi là cái mắt dứa nó sẽ đi thôi. Đấy, lên cho em là gọt dứa giá sẽ là 20.000 cho một cái gọt dứa như này nhá. 20k. Đó. Tiếp theo là lên các bác, lên cho em là trầm hương nhá, trầm hương 100 vòng, giá sẽ là 40.000. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đấy. Ở đây thì nó sẽ là 100 vòng. Hàng rất là thơm luôn và các bác có thể dùng để mình thắp hương này rồi sử dụng hàng ngày rất là tốt luôn. Đấy, một phên này của nó là 2 vòng nhá. Cứ một phên này là 2 vòng qua này. Đấy, mỗi một vòng này các bác có thể đốt cho em là từ 3 đến 5 tiếng tùy theo cái nhu cầu và cái tùy theo cái chỗ các bác để có nhiều gió hay không nhá. Ít gió thì càng cháy lâu và nhiều gió thì nó sẽ cháy nhanh. Cho nên là thời gian của nó sẽ là từ 3 đến 5 tiếng cho một vòng như này. Rất là lâu luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40k. Lên cho em là trầm hương nhá, giá sẽ là 40.000. Và một vòng này của nó, một hộp này của nó là 100 vòng luôn. Đấy, 40.000 cho 100 vòng, tính ra chỉ có 4.000 cho một vòng này thôi. Giá khá là rẻ luôn. Rồi, ok. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái mã đó là cái tiếp tục về cho bác cái mã đó là cái thìa vàng thìa bạc nhá. Thì đây nó sẽ là cái thìa vàng thìa bạc như này các bác nhá. Thìa vàng thìa bạc như này rất là đẹp luôn. Đó. Không. Thìa vàng thìa bạc rất là đẹp luôn. Bảo nó là không hẹn ngày nhận. Lúc nào ship gọi thì nhận. Thìa vàng rất là đẹp như này. Giá của nó sẽ là 15k cho một chiếc nhá. 15k cho một chiếc như này. Đấy, 15.000 cho một chiếc như này các bác nhá. Nó sẽ có màu vàng và màu bạc thì các bác lấy màu nào thì các bác báo. 15.000 cho một chiếc thìa như này. Và bác nào lấy từ 5 cái trở lên thì sẽ được giá tốt hơn một chút nhá. Đấy, 15.000 một chiếc này. Đó, thìa vàng thìa bạc của anh nhá. Các bác lên cho em là thìa vàng thìa bạc nhá. Giá của nó sẽ là 15k một chiếc. Và bác nào lấy từ 5 cái trở lên thì bên em sẽ tính cho bác giá là 70.000 cho 15 cái nhá. Đó. 15k này, 15k trên một cái. Đấy, 15k trên một cái nhá. Còn lấy từ 5 cái thì sẽ là 70k nhá. 5 cái là sẽ là 70k, giá sẽ tốt hơn một chút nhá. Đó. Lên cho em là thìa vàng thìa bạc này, đó. Thìa vàng này, thìa bạc này, đấy, thìa vàng thìa bạc. Các bác lấy màu nào thì lấy màu vàng thì lấy màu bạc thì lấy, nó khá là đẹp luôn. Thìa vàng thìa bạc. Các bác này, rất là đẹp luôn nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bơm nhá các bác nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là bơm 1 ti. Bơm 1 ti. Hàng thì rất là chất lượng để phục vụ các bác luôn. Đây một con bơm 1 ti như này, đấy. Dây của nó thì dây bơm của nó sẽ là dây cao su bọc lớp vải dù bên ngoài nhá. Cho nên là rất chắc chắn này. Có đồng hồ báo yếc đàng hoàng, rất là tiện dụng để cho các bác sử dụng luôn. Và bơm thì khá là khỏe nhá, khá là khỏe. Đấy, tổng lượng bơm của nó là bơm được 7 cân, cho nên là các bác bơm xe đạp xe máy thoải mái nhá. Xe đạp xe máy thoải mái, ô tô thì không bơm được nhá. Con này bơm xe đạp xe máy thoải mái luôn, rất là đẩy hơi nhá. Đấy, và nó sẽ có cho các bác là các cái đầu vòi bơm như này các bác này, đầu vòi bơm như này, rất là tiện luôn. Để các bác có thể bơm xe đạp xe máy rất là ok nhá. Đấy. Con này thì các bác lên cho em là bơm 1 ti nhá. Bơm 1 ti giá của nó sẽ là 100k. Đó, bơm 1 ti này. Bơm 1 ti giá của nó sẽ là 100k cho một con bơm 1 ti như này. Giá rất là tốt cho bác luôn. Hàng thì khung xương bằng inox nhá, rất chắc chắn này các bác. Bơm thì khá là đẩy hơi luôn nhá, khá là đẩy hơi luôn. Đây con này. Đấy, khá là đẩy hơi luôn con này. Đấy, các bác thấy không? Thoải mái cho các bác bơm xe đạp xe máy rồi bơm phao bơm bóng bơm các kiểu là điều luôn. Đây con này. Đấy. Rất là đẩy hơi không nhá. Đấy, các bác nghe tiếng hơi chưa? Rất đẩy hơi luôn các bác nhá. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là bơm 1 ti, giá thì sẽ là 100.000 cho một con bơm 1 ti như này nhá. 100k. Đấy. Giá khá là tốt cho các bác luôn, chỉ có 100.000 cho một con bơm như này thôi. Các bác có thể
liên hệ các cái số hotline của bên em để đặt hàng các bác nhé. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đá vĩnh cửu các bác nhé. Đây, đây. Các bác lên xem là đá vĩnh cửu này, một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 6 viên. Đấy, một hộp 6 viên, hàng thì nó sẽ là hàng của Đức, của thương hiệu Winling đây. Đấy, thương hiệu Winling hai hình người của Đức này. Đấy, dòng này của nó thì nó sẽ là một cái dòng đá mà rất là tiện dụng nhá, rất tiện dụng. Nó là một cái dòng đá đặc như này và nó giúp làm lạnh rất là tốt. Thì các bác cứ về các bác bỏ vào trong cái ngăn đông tủ lạnh nhà mình. Đấy, lúc nào cần sử dụng thì các bác lấy ra mình bỏ vào trong cốc mình uống bia, uống rượu, uống nước ngọt rồi uống các loại mà cần làm lạnh nó rất là tốt và nó giữ lạnh rất là tốt nhá các bác này. Đấy, mình sẽ kẹp như này, mình lấy ra rất là tiện luôn, bỏ cốc này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt, chỉ có 80.000 thôi. Lên mã giúp cho em là đá vĩnh cửu nhá, đang mùa hè nóng bỏng như này, các bác mua về mình uống hoặc là dùng sử dụng quanh năm là cũng ok hết nhá. Đó, thì mình về mình chỉ việc là bỏ vào ngăn đông thôi, bỏ vào ngăn đông tủ lạnh thôi, lúc nào cần dùng thì mình lấy nhá. Lên cho em là đá vĩnh cửu nhá. Đó, đá vĩnh cửu này, đá vĩnh cửu giá của nó sẽ là 80k nha, 80k cho một hộp đá vĩnh cửu này các bác này, 80.000 hộp đá vĩnh cửu như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái bộ hộp 5 đũa inox nhá. Đấy, có lên cho em hộp 5 đũa inox hàng thương hiệu Winling của Đức nhá. Đấy, 5 hộp này của nó bao gồm là 5 chiếc đây. Đấy, 5 chiếc đây. Inox 304 nhá, Su 304 cũng là hàng thương hiệu Winling của Đức đây, hai hình người đây. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 55k. Đấy, đầu thì có đánh nhám chống dính này. Đánh nhám chống dính rất là tốt luôn, chống trơn trượt này. Đũa này thì cho vào máy rửa bát thoải mái các bác nhá. Đấy, cho máy rửa bát thoải mái. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 55k. Các bác lên cho em là hộp đũa inox nhá. Lên cho em là hộp đũa inox này. Hộp đũa inox giá sẽ là hộp đũa inox, giá của nó sẽ là 55k nhá. 55k cho một hộp đũa inox như này, rất là tiện dụng con này. Đấy, lên cho em hộp đũa inox giá sẽ là 55.000. Rất tiện dụng cho bác sử dụng luôn. Hàng thì siêu đẹp, siêu chất lượng các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Các bác lên cho em là đèn ngủ đuổi muỗi. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con đèn ngủ đuổi muỗi như này. Giá của nó sẽ là 45k. Đấy, lên mã giúp cho em là đèn ngủ đuổi muỗi này. Đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Đó, đuổi muỗi. Giá của nó sẽ là 45k cho một con đèn ngủ đuổi muỗi như này. 45.000 cho một con đèn ngủ đuổi muỗi như này nhá. Con này thì về các bác cắm trực tiếp điện 220V vào cho em. Đó. Cắm trực tiếp điện 220V luôn nhá. Đấy. Đây các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em này. Đấy. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái công tắc các bác nhá. Một công tắc các bác bật như này lên thì cái tính năng bắt muỗi, nó đuổi muỗi nó sẽ hoạt động này. Đấy, và cái đèn ngủ thì nó sẽ là dạng cảm biến, thì ban đêm nó mới sáng nhá, còn ban ngày nó sẽ không sáng các bạn. Đấy. Thì ban đêm nó mới sáng tại vì nó có con mắt cảm biến ở đây, có con mắt cảm biến đây các bác. Đấy, thì ban đêm nó mới sáng và ban ngày nó sẽ không sáng nhá, thì nó rất là tiện dụng luôn. Đó. Nó sẽ có hai nấc như này. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Lên cho em là đèn ngủ đuổi muỗi nhá, đèn ngủ đuổi muỗi giá chỉ có 45k cho con đèn ngủ đuổi muỗi như này thôi. Nó khá là tiện dụng để các bác sử dụng trong cái sinh hoạt gia đình nhà mình. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Hãy ngủ thông minh. Đây là giải pháp hoàn hảo cho giấc ngủ ngon và thoải mái suốt cả đêm. Chỉ cần kết nối và nhấn nút, bạn sẽ được bảo vệ khỏi muỗi suốt 24 giờ đồng hồ. Sản phẩm này có 2 chế độ để lựa chọn và tiêu diệt muỗi ở mọi góc độ, giúp bạn tận hưởng giấc ngủ tuyệt vời mà không phải lo lắng. Đừng để muỗi làm phiền giấc ngủ của bạn. Hãy đặt mua đèn đuổi muỗi tích hợp đèn ngủ thông minh ngay hôm nay. Chuẩn bị cho mùa hè đầy muỗi với đèn đuổi muỗi tích hợp đèn ngủ thông minh. Đây là giải pháp hoàn hảo cho giấc ngủ ngon và thoải mái suốt cả đêm. Chỉ cần kết nối và nhấn nút, bạn sẽ được bảo vệ khỏi muỗi suốt 24 giờ đồng hồ. Sản phẩm này có 2 chế độ để lựa chọn và tiêu diệt muỗi ở mọi góc độ, giúp bạn tận hưởng giấc ngủ tuyệt vời mà không phải lo lắng. Đấy, rất là ngon nhá. Và giá thì chỉ có cho các bác là 45.000 cho con đèn ngủ đuổi muỗi này thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái bộ màu vịt nhá. Giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá là 130.000 cho một cái bộ màu vịt như này. Rất là đẹp luôn con này. Đây. Ở đây thì nó sẽ là combo cho bác luôn, đầy đủ cho các bác các cái chi tiết như này. Đấy, nó sẽ có là màu bột, màu nước, màu sáp, màu chì, các loại màu như này các bác này.
combo này của nó thì nó vào khoảng cho các bác là khoảng 100 chi tiết các nhá, khoảng tầm đấy các bác, khoảng 100 chi tiết. Đấy, khoảng từ 70 đến 100 chi tiết, khá là nhiều luôn các bác nhá. Đó, nó sẽ có là màu sáp này, màu nước này, màu bột này, màu chì này và các cái dụng cụ đi kèm đấy nhá. Để các bác sử dụng mình làm các bác nhá. Đấy. Có cả thước đo luôn, có cả bút chì, bút chiếc này, gọt bút chì này. Đầy đủ cho các bác luôn, combo như này. Đấy, màu rồi mực rồi có cả pha màu, pha miếc luôn. Đấy, giá sẽ là 130.000, các bác có thể mua để làm quà cho các bé nhà mình thôi nhá. Làm quà cho các bé nhà mình rất là tiện dụng luôn. Và giá thì cũng khá là hợp lý cho các bác luôn. Giá khá là hợp lý các bác nhá. Lên mã giúp cho em là bộ màu nhá. Đấy, bộ màu như này. Giá thì bên shop bộ màu vịt như này. Giá bên shop đang gửi tới các bác 130.000. Đấy. Và lên cho em là bộ màu vịt nhá. Bộ màu vịt. Đó. Bộ màu vịt này. Bộ màu vịt giá của nó sẽ là 130.000 nhá. 130.000 thì cái bộ màu vịt như này, rất là đẹp luôn. Đấy, quay sách quay xiết như này. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cho các cháu nhà mình cũng khá là ok nhá, khá là ok luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái ví da và thắt lưng da bò nhá, thắt lưng da bò. Hàng này thì nó là hàng cao cấp rồi các bác nhá. Đấy, thắt lưng ví da bò. Hàng cao cấp cho các bác luôn. Đây, đấy. Thì bên em sẽ có cho các bác là bà Minh vừa dọn hết cái này đi. Bên em sẽ có cho các bác là hai màu nhá. Đây, dọn hết cái này đi. Cái này thì cho ra để bóc chữ đi. Đấy, thì bên em sẽ có cho các bác là hai màu, màu đen và màu nâu như này. Màu đen và màu nâu như này, rất là đẹp luôn. Đấy, thắt lưng ví da bò nhá. Có hai màu, màu đen và màu nâu, rất là đẹp luôn. Cái bơm thì xếp vào cái số thùng đồ nghề ấy. Đấy. Hai màu rất là đẹp cho các bác lựa chọn. Có màu đen, có màu nâu nhá. Mặt rất tuyệt vời luôn, chất liệu 100% của nó là da bò tự nhiên cô nhá. Da bò tự nhiên luôn. Đấy. Hàng khá là cao cấp cô nhá, hàng rất là cao cấp luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là bình dân các bác ơi. Đó, lên mã giúp cho em là cái thắt lưng này bao nhiêu nhỉ? Thắt lưng da bò nhá. Đấy, thắt lưng da bò có màu đen và màu nâu như này. Giá sẽ là 190.000. Chất liệu của nó 100% là da tự nhiên cô này. Đấy. Chất liệu của nó là 100% là da tự nhiên. Cực kỳ là bền đẹp và chắc chắn nhá. Đấy, bền đẹp và chắc chắn cô nhá. Riêng cái dòng này các bác dùng thì không bao giờ lo bị hỏng. Chỉ có dùng chán không dùng nữa thì mình bỏ đi thôi. Đây, hàng của Mỹ các bác này. Hàng của Mỹ này. Đấy, Made in USA nhá. Đấy, chữ của nó dập chìm trên này luôn. Made in USA các bác này. Đó, hàng của Mỹ rất chất lượng cho bác luôn. Đấy, đây, ví này. Đó, Made in USA nhá. Đây, ví có máy rất là đẹp luôn nhá. Đó, thì cái thắt lưng này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 190.000 cho một cây thắt lưng như này. Chiều dài của nó thì từ 1m2 đến 1m3, từ 1m2 đến 1m3. Cái này chất liệu của nó là da bò tự nhiên cho nên là nó sẽ cắt, nó sẽ có các cái kích thước nó sẽ hơi lệch nhau một chút. Có thể lệch nhau 5 đến 10 phân. Đấy, từ 1m2 đến 1m3 và dạng con lăn như này. Nó sẽ là dạng con lăn như này không nhá. Nó dạng con lăn này rất là đẹp luôn. Đưa cho anh cái tờ giấy em đi. Đấy, dạng con lăn như này. Giá thì rất hợp lý thôi nhá. Lên mã giúp cho em là thắt lưng da bò nhá. Thắt lưng da bò có màu đen và màu nâu. Đấy, lên cho em là thắt lưng này. Thắt lưng da bò nhá. Có màu đen và màu nâu. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 190.000 cho một con thắt lưng như này nhá. Đấy, còn con ví da bò thì giá của nó sẽ là 120.000. Đó. Ví da bò này, ví da bò nhá. Sẽ là 120.000 nhá. 120.000. Thì nếu các bác mua combo hai món này thì bên em sẽ gửi tới bác cái giá đó là 300.000 nhá. 300.000 và bao ship luôn. Đó. Mua combo hai món thì sẽ rẻ hơn được 10.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đấy, rất là đẹp các bác. Đấy, chất da của nó thì khỏi phải bàn rồi. Chất của nó là chất da bò tự nhiên. Rất là mềm mại và đẹp nhá. Đấy. Chất da tự nhiên rất mềm mại và đẹp luôn. Các bác thấy không? Đây. Đấy. Và hàng này của nó thì nó là hàng cắt nguyên miếng từ da bò nhá. Hàng cắt nguyên miếng từ da bò đây. Đây. Cái phần da nó xù lên các bác này. Đấy. Phần da này thì thoải mái các bác dùng luôn các nhá. Đấy. Thoải mái các bác dùng luôn, rất là đẹp. Đây, thắt vào cái thắt lưng nó cũng trông rất là lịch thiệp có này. Đấy, rất là lịch thiệp luôn các bác nhá. Đó, và cái này các bác chỉ cần đẩy như này là đã không kéo ra được rồi. Cái con lăn này nó giữ khóa rất là tốt cho các bác luôn. Đó, thắt lưng da bò nhá. Đó, rất là tuyệt vời luôn. Ngoài ra thì bên shop có về cho các bác một ít cái móc khóa này.
Valentino là móc khóa da bò nhá. Con này thì nó sẽ có các màu như này, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên, nó chỉ là một cái móc như này thôi để các bác đeo vào cái móc chìa khóa nhà mình để cho nó dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy. Đó. Có các màu như này, xanh, đỏ, tím, vàng, các cái màu da như này thôi nhá. Đó thì cái này thì bên em sẽ gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đó, bên em sẽ gửi ngẫu nhiên cho các bác nhá. Đó. Đây, cái này thì bên em sẽ gửi ngẫu nhiên cho các bác. Đấy. Con này thì bên em sẽ bán cho các bác là với giá là 20.000 à 10.000 một cái nhá. Và bác nào mua số lượng thì bên em sẽ bán cho các bác là từ 3 cái trở lên thì giá sẽ là 20.000 cho 3 chiếc như này. Gọi là bán giao lưu, vừa bán vừa tặng cho bác nhá. Đấy. Tính vào chỉ có 7k một chiếc thôi, chưa đến 7.000 một cái này thôi các bác nhá. Về các bác treo và móc khóa viết rất là ok. Đó, thì mua lẻ thì các bác phải chấp nhận là 10.000 cho một chiếc này. Còn mua từ 3 chiếc trở lên thì bên em sẽ bán cho các bác là 20.000 cho 3 cái. 20.000 ba quái, các bác lên cho là móc khóa da bò nhá. Móc khóa da bò. Đấy. Chất liệu 100% là bằng da bò tự nhiên hết này. Đấy, đây, da bò tự nhiên đây. Đấy, chỉ có da tự nhiên thì nó mới có cái kiểu da như này các bác nhá. Đó. Da bò tự nhiên rất là đẹp luôn. Đấy. Rồi, ok. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác một cái dòng sản phẩm rất là hay ho. Đó là cái rổ úp bát nhá. Các bác lên cho em là rổ úp bát này. Đấy. Đây thì nó sẽ là một cái rổ như này. Thì em sẽ đo cái kích thước cho các bác xem. Con này thì khá là tiện dụng luôn nhá. Đấy, con này thì rất tuyệt vời đấy các bác. Các bác dùng để rửa bát này. Kích thước của nó chiều dài sẽ là 45cm và chiều rộng của nó sẽ là 27cm nhá. Đấy, chiều rộng là 27cm và chiều sâu tổng thể của nó sẽ là 17 nhá. Còn chiều sâu nguyên rổ này thì nó sẽ là 15cm các bạn, rất là tiện nhá. Ở đây thì nó sẽ có một cái khay để các bác úp đũa này, rồi thìa này, rồi là đĩa này, rồi bát nhá, rất là tiện luôn. Và đây thì cái khay này nó sẽ đựng nước và cái nước này sẽ nhả trực tiếp xuống cái chậu rửa bát nhà mình luôn. Nó rất là tiện. Đấy. Các bác lên cho em là rổ úp bát nhá, rổ úp bát. Các bác lên cho em là kệ úp bát nhá. Đấy, lên cho em là kệ úp bát này. Đấy, kệ úp bát. Giá sẽ là 80k nhá. 80k cho một cái kệ úp bát như này. Đấy, lên cho em là kệ úp bát này, nó rất là tiện như này. Đấy, tại vì rổ thì bên em có rổ vuông rồi, cho nên là lên cái thành cái kệ, tên là kệ úp bát như này. Đấy, giá nó rất là hợp lý cho các bác luôn. Đây, rất là đẹp các bạn, rất tiện dụng luôn. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá là 80k nhá. 80k cho một cái kệ úp bát như này, rất là đẹp và tiện dụng nhá. Kích thước thì em đã đo ở đầu video rồi, đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này. Đấy, nó rất là tiện như này này. Đấy, các bác úp đĩa vào đây nhá, đũa này, thìa này, rồi các loại đĩa nhỏ này, bát con này, rất là tiện nhá. Khi các bác rửa này, đấy, các bác có thể tráng qua nước sôi thoải mái luôn, rất là tiện. Đấy, người ta úp rất là nhiều bát đĩa vào một lúc được luôn. Các bác úp như này thì lúc nào nó ở trạng thái là khô và sạch sẽ nhá. Đấy, các bác theo. Đây, bát con, bát to, đĩa này. Các bác có thể dùng để mình tráng qua nước sôi trước cũng rất là ok luôn nhá. Rửa xong mình úp vào đấy luôn, rất là tiện. Đấy, giá thì khá là hợp lý các bác nhá. Đấy, nó úp được khá là nhiều đĩa các thứ luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Úp được khoảng 10 cái đĩa nhá, rồi bát con các thứ, nói chung là rất là ok luôn nhá. Đấy các bác xem họ úp rất là ngon luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con kệ như này, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Cái khay này là khay chứa nước nhá, và nó sẽ dốc thẳng trực tiếp xuống đến cái chậu rửa luôn, rất là tiện. Đấy, lên cho em là kệ úp bát nhá, kệ úp bát, giá của nó sẽ là 80k cho một cái kệ úp bát thế này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em là băng gâu nhá. Băng gâu, một hộp này của nó thì nó có tới cho các bác là 100 miếng luôn. To, nhỏ, lớn, bé, dài, ngắn, mẹ, con, đầy đủ cho các bác. Đấy, mua một cái hộp này về các bác dùng quanh năm ngày tháng, dùng từ đời nọ sang đời kia luôn các bác nhá. Đó, rất là tiện. Một hộp này của nó tới 100 miếng luôn. To, nhỏ, lớn, bé, dài, ngắn, tha hồ dùng. Đấy, và giá thì khá là hợp lý cho các bác nhá. Lên cho em là băng gâu này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là tất cả các miếng nhá. Đấy, to, nhỏ, lớn, bé, người lớn, trẻ con đều có cả nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là băng gâu. Giá thì bên shop đang gửi tới có cả những cái miếng tròn này, này. Đấy, có cả những cái miếng tròn này nữa này. Các bác lên mã giúp cho em là băng gâu. Giá thì chỉ có 25k thôi nhá. 25k cho một bịch 100 chiếc luôn. Đấy, lên cho em là băng gâu này. Đó. Băng gâu, giá của nó sẽ là 25k. 25k trên một bịch này. Một bịch là 100 cái nhá. Đấy, 100 cái to, nhỏ, lớn, bé, mẹ con. Giá chỉ có 25.000 thôi. Đây. Đấy, nó sẽ có cả những cái miếng tròn như này các bác này, miếng to, miếng nhỏ này. Đấy, ví dụ như là, đây em sẽ xé thử một miếng cho bác xem. Ví dụ như các bác bị đứt ở những cái chỗ nào mà vị trí nó nhỏ thì các bác dán miếng nhỏ, đứt ở vị trí lớn thì các bác dán vị trí lớn. Cái thường xuyên là tay chân mà xảy ra đứt là chuyện rất là bình thường. Đây, ví dụ các bác dán lên này, đấy, dán lên, đấy.
cái độ bám dính của nó rất là tốt luôn. Và khi các bác dùng thì không cần phải cái miếng quá to nhé. Đấy, khi mà tay mình bị đứt nhỏ thì mình chỉ dùng miếng nhỏ thôi. Bám dính của nó rất là tốt nhé. Đấy, các bác có thể dán dọc, dán ngang đều được hết nhé. Đấy, bác nào hay nặn mụn trứng cá các kiểu, rồi nói chung là các cái mụn thì, hoặc là các cái vị trí mà mình cần dán nhé. Con này các bác dùng rửa nước thoải mái chứ em cũng không bị bong nhá. Đấy, rửa nước thoải mái luôn không bị bong. Lên mã giúp cho em là băng gâu nhá. Giá siêu rẻ cho các bác luôn. 25.000 cho 100 chiếc như này. Tha hồ thoải mái các bác dùng. Bây giờ các bác ra hiệu thuốc mua 5-10.000 nó cũng chỉ được có mấy chiếc thôi. Đấy, chỉ được có vài chiếc thôi các bác nhá. Rất là đắt luôn. Mà đây bên shop bán cho bác giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy. Đây các kích thước của nó này. 20 chiếc này nhân với này 4 x 3 này, 20 chiếc 4 x 2 này. Đấy, 50 chiếc dài này và 10 chiếc hàng thể thao đây. Nó sẽ có 4 kích thước như này coi. 4 kích thước như trên hình như này. Giá thì sẽ là 25.000. 25.000 coi nhá. Đấy, 25.000 cho bịch 5 cái như này. Giá siêu tốt cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái cọ nồi coi nhá. Các bác lên cho em là cọ nồi. Đấy, con này thì bên shop bán khá là nhiều rồi và cái giá thì không phải bàn nữa rồi. Giá rất là tốt cho các bác luôn. Đấy. Sẽ là 15.000 cho một cái cọ nồi như này. Về nhà các bác xoáy cái này ra cho em này, sau đó thì mình cho nước rửa bát các thứ vào đây. Đấy, cho dầu rửa bát vào đây. Sau đó thì mình rửa. Khi nào mình rửa thì mình nhấn cái nút này để cho cái dầu nó sẽ ra ở cái đường đít này. Và các bác kỳ cọ vệ sinh nhá. Giá thì khá là hợp lý cho các bác nhá. Lên mã giúp cho em là cọ nồi này. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 15k một chiếc nhá. Đấy, 15k. 15k cho một cái cọ nồi như này. Và bác nào lấy từ 3 cái thì sẽ là 3 cái là sẽ là bằng 40k nhá. 3 cái thì sẽ là bằng 40.000. 15k một chiếc, 3 cái là bằng 40.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái ổ các bác nhá. Đấy, ổ điện đây. Thì bên shop có hai mẫu như này. Đấy. Nó sẽ có cho các bác là ổ xanh và ổ trắng. Đấy, dây thì dài là bằng nhau, nó chỉ khác nhau là cái ổ USB thôi. Còn đều là dòng 6 ổ cắm hết nhá, đều là dòng 6 ổ cắm hết. Ổ trắng này thì giá của nó sẽ là 90.000 nhá. Các bác lên cho em là ổ trắng này, giá sẽ là 90k. Đó, ổ trắng nhá. Dây thì đều dài 1m2 hết nhá. Ổ trắng giá sẽ là 90k nhá. 90.000 cho con ổ trắng như này. Đấy, dây dài khoảng 1m2. À, cái chân USB này thì khi cắm điện vào nó sẽ có đèn báo nhá, có đèn báo 1 2 3 4 chân USB luôn. Thao thoải mái dùng nhá. Còn cái con ổ xanh này thì giá sẽ là 60.000. 60.000 cho con ổ xanh này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có 3 chân USB, cũng có 6 ổ cắm nhá. Ngoài ra thì bên shop có về cho các bác cái dây sạc béo này. Các bác lên cho em là sạc béo nhá. Thì nó sẽ có vài màu khác nhau, 3-4 màu khác nhau. Và con này thì hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Và khi cắm điện thì ở đây nó sẽ có đèn báo cho bác luôn. Cắm sạc được chân sạc là tai C này, micro này, rồi nói chung là sạc được tất cả các loại điện thoại iPhone, Oppo các thứ sạc được hết nhá. Giá thì đợt này về giá cho các bác chỉ còn 50k thôi nhá. Các bác lên cho em là sạc béo nhá. Sạc béo, giá của nó sẽ là 50.000 các bác nhá. Đấy, lên cho em là sạc béo này. Giá của nó sẽ là 50k cho một chiếc sạc béo như này. 50.000 cho một cái sạc béo như này nhá. Nó sẽ có mấy màu thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái chắn bếp ga nhá. Các bác lên cho em là chắn bếp ga. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 25.000 cho một chiếc như này các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là chắn bếp ga nhá. Đấy. Chắn bếp ga. Lên cho em là chắn bếp ga nhá. Giá của nó sẽ là 25k. 25k cho một chiếc như này các bác này. 25.000 cho một chiếc chắn bếp ga như này. Rất là tiện dụng luôn. Thì con này công dụng của nó sẽ là chắn để cho giữ nhiệt tốt khi mình đun nấu, nó đỡ bị hao điện, hao nhiệt, hao ga. Và khi gió nó tạt thì nó không mất ga, thì nó sẽ giữ được cái lượng ga tối đa cho các bác nhé. Giữ được cái lượng ga tối đa cho các bác. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. 25.000 cho một chiếc như này. Đây các bác này, đấy, các bác cứ đặt vào như này. Đấy, đặt vào như này thì khi mình đun thì cái xoong cái nồi của mình nó sẽ giữ nhiệt rất là tốt luôn. Đấy, nó không bị bếp ga khi mà gió nó lùa nó sẽ bị bay hơi đi các bác nhá. Đấy, lên cho em là chắn bếp ga nhá, rất là tiện luôn. Đấy, vừa phù hợp với tất cả các loại bếp nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá khá là tốt luôn. Đây. Đấy. Chắn gió tiết kiệm ga, rất tiện dụng luôn. Đấy. Phù hợp với hết các loại bếp. Giá rất là tốt nhá, chỉ có 25k cho một chiếc này thôi. Lên cho em là chắn bếp ga các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop còn mấy cái túi thơm này nữa này. Thì đây nó sẽ là một lọ tinh dầu và một cái túi này là nó sẽ là hạt cà phê. Thì các bác muốn thơm thì các bác xịt cái lọ tinh dầu này vào cái cà phê này, nó rất là thơm luôn. Hương hoa rất là thơm nhá. Đấy, đây hạt cà phê này các bác có thể treo trên ô tô hoặc là treo trong phòng. Lên cho em là túi thơm nhá. Còn mấy cái này thanh lý cho bác cái giá đó là 40.000.
Các bác lên cho em là túi thơm này. Đó. Túi thơm giá sẽ là 40k nhé. 40k. Em còn 5-6 cái nữa. Thanh lý nốt cho bác. Em đang bán là 70.000 đấy. Thanh lý nốt cho bác 40.000 cho một cái túi thơm như này. Một túi và một lọ tinh dầu. Đấy. Các bác dùng xong là một thời gian thì các bác lại xịt cái tinh dầu vào cái cà phê này. Nó lại tỏa hương ra rất là thơm luôn. Lên cho em là túi thơm. Giá sẽ là 40.000 thôi nhé. 40.000 cho một cái túi thơm như này các bác nhé. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng chảo Nhật các bác nhé. Các bác lên cho em là chảo Nhật này. Giá thì chỉ có cho các bác là 150.000 thôi. 150k nhá. Đường kính của nó sẽ là 28cm nhá. Đường kính của nó sẽ là 28cm. Hàng này thì khá là dày dẫn, nặng cả cân luôn nhá. Nặng khoảng 1 cân luôn. Rất dày dẫn và chắc chắn các bác nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có 150.000 cho một cái chảo Nhật như này các bác này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái quai bằng gỗ. Thế nên nó rất là tiện các bác dùng không bị nóng này. Đấy, và một con chảo đánh nhám nhá. Con này thì nó sẽ là hàng dập nhám như này, chống dính siêu tốt luôn. Thì lưu ý các bác khi mà mình về mình dùng ấy thì cái chảo này chỉ để dán thôi các bác nhá. Các bác đừng dùng linh tinh là cái này là em không bảo hành cho bác đâu. Cái này chỉ chuyên dùng để dán thôi. Thì trước khi dán thì các bác cho nhiều dầu ăn vào đây, mình đun kỹ cho em sôi nhiệt độ cao. Đấy, đun sôi cho dầu ăn vào, đun sôi khoảng 10 phút cho cái đít này nó thấm hết dầu đi, để khi mình dán sau này nó sẽ không bị sát hoặc không bị ngấm các cái chất đồ ăn vào đây thì nó sẽ bền và được lâu. Đấy, rất là dày dẫn chắc chắn này. Các bác nghe cái tiếng đít nó kêu, nghe tiếng đít nó kêu các bác biết không? Giá thì chỉ có 150.000 thôi. 150.000 trong con chảo Nhật như này. Hàng đường kính là 28cm nhá, 28cm. Đây. Cái quai này của nó thì vừa là cách nhiệt này, bằng gỗ cách nhiệt luôn và quai đeo được luôn. Đó. Người ta làm nó rất là tỉ mỉ, chắc chắn này, dập đinh chốt các thứ. Nói chung là con này 150.000 là giá khá là tốt cho các bác rồi. Đấy, giá khá là tốt nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là chảo Nhật nhá. Chảo Nhật giá cực kỳ là ưu đãi cho các bác luôn. Chỉ có 150k thôi. Đấy, hàng này thì cân nặng của nó thì khoảng 1 cân nhá. Khoảng 1 cân, rất là nặng luôn các bác. Đấy, khoảng 1 cân. Đây, đường kính của nó sẽ là 28cm nhá. Đấy, hàng này thì nó xuất đi cả Hàn Quốc các thứ ra luôn. Đấy, cho nên là nó sẽ có chữ Hàn Quốc này, các bác nhá. Lên cho em là chảo Nhật. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 150.000 cho một cái con chảo Nhật như này thôi. 150k nhá. Lên cho em là chảo Nhật 150.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái hút rửa bát nhá. Hút rửa bát đây. Bộ sản phẩm của nó sẽ bao gồm cho các bác là một dây này, một đầu vòi hút này và các cái nắp để các bác lắp vào cái chai nữa. Đây, có cái giấy hướng dẫn này các bác này, rất là dễ lắp đặt thôi. Đấy, các bác chỉ cần cắm dây vào là mình sử dụng được thôi. Cắm dây vào cái đầu vòi này. Một đầu này thì cắm dây, còn cái đầu này các bác thả vào cái lọ nước rửa bát là nó sẽ hút lên. Đấy, lên cho em hút rửa bát nhá. Con này đang bán là 100, đợt này về cho bác giá chỉ còn có 80.000 thôi. Đấy, lên cho em là hút rửa bát nhá. Hút rửa bát này. Đấy. Hút rửa bát. Hút rửa bát giá sẽ là 80k nhá. 80k cho một cái bộ hút rửa bát như này. Đây, em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Nó rất là tiện dụng. Đây các bác này, rất là tiện luôn. Đấy, các bác theo. Đấy. Lắp đặt thì rất đơn giản. Đơn giản, nhà nào cũng có đâu. Đấy, các bác chỉ cần lắp vào. Đưa cái đầu vòi này xuống này. Đấy, cho vào can, thế là mình sử dụng thôi. Khi nào dùng thì mình ấn thôi. Nó cứ thế nó hút cả cái can to lên luôn, mình không cần phải động tay vào. Nó rất là mất công. Đấy. Khi mình dùng thì mình không phải động vào chai lọ gì cả, chỉ cần ấn cái vòi này là nó sẽ chảy ra. Đấy, rất là tiện dụng luôn nhá. Có theo. Đó, rất tiện dụng sạch sẽ. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em là hút rửa bát, giá chỉ còn có 80.000 thôi. Rồi, ok.